Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2023 thì cửa hàng chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích. Hôm nay thì chúng em lại lên cực kỳ nhiều máy luôn ạ. Lô hôm nay là gồm tổng cộng có 14 con. Đó, và cái đánh dấu ký tự hồ lô ngày hôm nay là lô chữ D các bác nhá. D, phân khúc tầm cắt khai thác tầm trung và sử dụng gia đình là chủ yếu. Các bác nào mà có nhu cầu sử dụng cần máy nhỏ nhẹ hoặc là khai thác tầm trung nhỏ nhẹ thì các bác tham khảo từ lô này các bác nhá. Và chúng em là chia theo từng hai hàng rồi. Lô hàng bên trên kia là những phân khúc nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình đây. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại các bác nhá. Và hôm nay thì chúng em lên sóng cho hai con máy cưa tay cụt nữa này. Đấy, để cho các bác cắt tỉa dọn vườn. Và hàng bên dưới này là những sản phẩm mà cao cấp hơn, máy nòng đứng hàng chất lượng để cho các bác về khai thác tầm trung lẫn như là sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đấy, các bác nào mà nhu cầu cần tìm máy chất VIP chất lượng thì các bác tham khảo cho em mấy con ở hàng bên dưới này nhá các bác nhá. Đấy, còn các bác nào mà kinh phí thấp, các bác mà muốn sử dụng máy rẻ rẻ mà kinh phí vừa phải thôi thì các bác lựa cho em hàng bên trên. Đấy. Và phân khúc ngày hôm nay thì đa số là hệ cưa mẫu cưa gia đình và mẫu cưa khai thác tầm trung, căn gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân đổ lại thì coi nhá. Gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân đổ lại thôi. Còn lớn hơn thì lô này thì không có máy lớn hơn các bác nhá. Đấy, và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ D. Hôm nay gồm có này một con máy cưa Estin 023 D1 nòng 40mm công suất 40cc giá 4 triệu đồng. Estin mang thương hiệu của Đức các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản. Một con máy cưa Thụy Điển Husqvarna 141 công suất cũng 40cc nòng 40mm 3.100.000. Đó. Làm xích nguyên zin của nó các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đến 35 phân đổ lại. Hai con này thì cũng như thế, hai con máy công suất bằng nhau. Một con giá 4 triệu, một con 3.1 triệu, hàng Thụy Điển. Con này là của hàng của Đức. Và một con máy cưa Echokorit 3501 D3 giá 3.100.000. Con này thì Echokorit 35cc cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Con này là hệ có tích hợp chụp giật trợ lực. Một con máy cưa Shindaiwa 1036 cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn, 2.650.000, làm cực kỳ dài luôn các bác nhá. Một con máy cưa Komatsu Zenowatt G3200 32cc có tích hợp chụp giật trợ lực giá 2.600.000. Theo máy là một cây lam Latin luôn ạ. Theo máy là một cây lam Latin nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Vâng, và một tiếp tục con máy Shindaiwa 352. Một con máy cưa Shindaiwa 352 có tích hợp lam Latin luôn. Và con này giá 2.600.000. 35cc. Một con máy cưa Shindaiwa tiếp. Shindaiwa hiệu tem con rồng. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Con này theo máy vẫn là lam Latin luôn các bác nhá. Con này giá 2.600.000. Đây là lô máy cưa về cho các bác sử dụng hàng chất lượng. Và hàng bên trên là những sản phẩm nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình đây. Một con máy cưa D8, máy cưa Hitachi. Con này thì giá nó là 1.900.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Một con Echo Grand Kyorit 2.100.000, cực kỳ đẹp các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại. Một con máy cưa Echo Kyorit 3333cc làm theo máy lam Latin luôn các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Một con máy cưa Komatsu Zenowatt G330 30cc 1.850.000 giá cực kỳ hữu nghị luôn. Thương hiệu Komatsu Zenowatt. Đó, con này giá 1.850.000, con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Vâng, và một con máy cưa Tananka 1.950.000. Con này là cho các bác về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại các bác nhá. Và hai con máy cưa tay cụt, một con máy cưa mang thương hiệu của gì đây? À, con này cũng thương hiệu của Tananka luôn. Con này có tích hợp sẵn chủ giật trợ lực các bác nhá. Có tích hợp chủ giật trợ lực luôn, 2.100.000 một con này cưa nhỏ nhà tay cụt để cho có cắt tỉa cành. Một con máy cưa Tananka tiếp. Con này thì không có tích hợp chủ giật trợ lực, giá cả hữu nghị 1.800.000. Vâng, và lô ngày hôm nay là tổng cộng là gồm 14 con. Toàn hàng siêu phẩm thôi, máy móc thì cam kết cho các bác hàng đẹp chất lượng các bác nhá. Và lô ngày hôm nay là lô máy cưa Nhật bãi nội địa. Nhật bãi nội địa các bác nhá. Các bác nào ưng ý con nào thì nhấc máy ngay và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Hoặc là các bác nào muốn đặt hàng ở trên Zalo thì cũng được.
các bác ghi số điện thoại mà cửa hàng chúng em để trên màn hình rồi á, các bác ghi trên Zalo là sẽ ra được Zalo của cửa hàng chúng em các bác nhá. Rồi cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ cũng như là để giới thiệu cho các bác từng con một. Dạ vâng, cây máy trong lô mà cưa xích ngày hôm nay đầu tiên các bác nhá là một con máy cưa Estin 023. Đó, thương hiệu Made in Germany, thương hiệu quá là nổi tiếng rồi của Đức các bác nhá. Đó, hôm nay là chúng em lên một con máy cưa rất là lâu rồi mới có về hàng được một con duy nhất thôi. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Và con này thì làm theo máy nó là mặt cắt là được 37 phân các bác nhá. 37 phân mặt cắt đấy ạ. Và xích con này sử dụng là xích chung 91. Xích chung 91 các bác nhá. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện, rất là bán nhiều trên thị trường nên là các bác hoàn toàn không phải lo các bác nhá. Tháng xích là sử dụng đầy đủ nguyên. Làm con này mặt cắt là được 37 phân đấy. Và con này thì có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân đổ lại. Khai thác tầm trung cho các bác nào mà có nhu cầu về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng như thế. Dạ vâng, qua con thứ hai là một con máy cưa Husqvarna, lại tiếp tục một thương hiệu là cực kỳ siêu siêu nổi tiếng rồi. Thương hiệu Husqvarna của dòng Thụy Điển các bác nhá, 141. Con này công suất của nó là 40,2cc, cắt gỗ cho các bác cũng là 35 phân đổ lại. Giá con này là 3.100.000 các bác nhá. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp luôn, hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Và con này lam xích là vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó. Đây, làm con này mặt cắt là cũng là 37 phân. Xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn nên là mua bán rất là thuận tiện và dễ dàng các bác nhá. Vâng, và tiếp tục lại là một con Echo Curit thương hiệu D3 3501. Công suất của con này là 35,8cc, coi như làm tròn thành 36cc đi các bác nhá. Và con này đều đặc biệt là thích hợp, nó là một cây máy có tích hợp trụ giật trợ lực đấy, và theo máy nó là một cây lam Latin luôn các bác nhá. Cây lam Latin luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn, đầu lam còn khá là đẹp luôn ạ. Và xích con này sử dụng nó là xài xích mini, trên thị trường bán cũng rất là nhiều. Và con này tích hợp hẳn hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này, cực kỳ chắc chắn. Một con máy thì cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây phần mặt tiền của nó đây cho các bác xem qua. Giá 3.100.000 các bác nhá. Tích hợp trụ giật, sẵn trụ giật trợ lực luôn. Kéo rất là nhẹ nhàng. Dạ vâng, và hôm nay thì chúng em lên sóng cho các bác một cây Shindenwa đời mới luôn. Một con máy cưa 1036. Máy móc cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Quá là đẹp luôn. Vẫn là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Và con này hiệu đặc biệt, lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn đấy ạ, lốc kim loại, cực kỳ bền luôn. Xích sử dụng là xích chung 91, xích vẫn là xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Và con này thì cây lam mặt cắt thì cực kỳ dài luôn, hơn 40 phân. 42 phân ạ, 42 phân mặt cắt. Đấy, xích là xài xích chung 91. Chụp giật trợ lực các bác nhá, có tích hợp chụp giật trợ lực luôn ạ. Hai triệu 650.000 cho con máy cưa Shindenwa 1036 này các bác nhá.
Dạ vâng, một con máy cưa Echo Curit G3200. À con dòng này, em xin lỗi các bác. Dòng này là dòng Komatsu các bác nhá, Komatsu Genowatt. Đây, các bác nhìn qua. G3200, con này thì nhỏ nhẹ thôi. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Nhưng mà con này thì hệ cao cấp, nòng đứng này, máy móc bô của nó là bô giảm thanh các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 34 phân mặt cắt. Và xích con này sử dụng nó là xài xích mini các bác, xích mini nhỏ gọn. Về con này thì nói chung là về cho các bác nào mà sử dụng cắt tỉa cành, hoặc là về cho các bác sử dụng dọn vườn, dọn rẫy đồ linh tinh thôi. Có tích hợp chủ giật trợ lực này, giật rất là nhẹ nhàng. Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. E là tự nhảy luôn các bác nhá. E tự nhảy về, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Lam điều đặc biệt, con này theo máy là một cây lam Latin luôn các bác nha. Hôm nay lên sóng cho các bác là lô ngày hôm nay là rất nhiều máy là theo máy là cây lam Latin. Đây là các bác thoải mái sự lựa chọn luôn. 32cc cho các bác. Quá nhẹ nổ đúng không ạ? $2.600.000 cho con máy cưa D5 này. Tích hợp chụp giật trợ lực theo máy làm Latin. Và con này có núm bơm xăng, tích hợp núm bơm xăng phụ này, e gió tự nhảy này. Và con này là nòng là hệ nòng đứng, bô là bô giảm thanh. Đấy, hôm nay là một con máy này là rất là nhiều, nói chung là đầy đủ chức năng từ A tới Á luôn. Dạ vâng, và một con máy cưa Shindaiwa 325 các bác nhá. Con này là 2.650.000. Con này có tích hợp cho các bác là theo máy là làm Latin luôn các bác nhá. Lốc là hệ xài lốc nhôm, lốc kim loại luôn ạ. Cực kỳ bền bỉ, thương hiệu Shindaiwa thì có lẽ ở dưới ngả miền Tây thì các bác không còn xa lạ gì về hãng này nữa rồi. Rất sử dụng rất là nhiều. Hai ốc lam trực tiếp bằng khóa 13. Và con này là lam mặt cắt là được bao nhiêu đấy ạ? 35 phân. Con này về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30-35 phân là cực kỳ thoải mái luôn. Xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn các bác nhá. 2.650.000 đấy. Thương hiệu Shindaiwa thì nó quá là rất là chuộng người tiêu dùng rồi, cực kỳ nhiều người sử dụng luôn. Cả chúng em xin phép thì giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy nhé. Dạ vâng, D7 là một con máy cưa Shindaiwa. Con này là hiệu tem con rồng các bác nhá. Đấy, hiệu tem con rồng. Shindaiwa một ốc lam bản trực tiếp bằng khóa 19. Và điều đặc biệt con này theo máy nó là một cây lam tản nhiệt luôn các bác nhá. Đấy, cây lam tản nhiệt nguyên zin nguyên bản và theo máy là cây lam Latin luôn. Xích vẫn là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi. Đấy, một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá. Lam mặt cắt con này là được 35 phân mặt cắt. Điều đặc biệt con này tích hợp của nó là lốc là sử dụng lốc kim loại, lốc nhôm luôn các bác nhá. Rất là đặc trưng của dòng Shindaiwa luôn rồi. Các bác nào mà sử dụng về hàng này thì không phải về lăn tan gì cả. Về sử dụng thương hiệu của dòng lốc nhôm ấy thì nó sẽ giúp cho cây máy mình nó vận hành được tốt hơn. Và cho các bác sử dụng trải nghiệm của nó thì không bao giờ nó có tình trạng bị nóng máy, cũng như là các bác về có mà nhu cầu của bác về sử dụng nhiều ấy, dùng cả ngày thì không phải xi nhê gì các bác nhá. Vâng, chúng em xin phép nổ tiết máy con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Giá con này là D7, cả chúng em bán với giá là 2.600.000, cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác. Hả?
một con máy tình trạng khá là đẹp đúng không các bác? Nhìn không chê điểm gì nữa rồi, các bác nhìn qua mặt tiền của nó này, hầu như là còn sáng keng sờ beng luôn các bác nhá. Lam là lam Latin thì cực kỳ chất lượng rồi, về các bác sử dụng cả ngày luôn. Vâng, và con D8. Và bây giờ thì cả chúng em sẽ qua mẫu phân khúc cho các bác về sử dụng gia đình, về nói chung là về cắt tỉa dọn vườn nhà hoặc là cắt củi nấu rượu, những dòng máy cưa mà về để cho các bác sử dụng nhỏ nhẹ để cho các phục vụ gia đình nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đủ lại các bác nhá. Đấy, đầu tiên là con máy D8, một con máy thương hiệu Hitachi các bác nhá. Hitachi nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình này. Con này nếu mà cả làm xích hoặc lấy vào xăng cộ vào, làm xích đầy đủ thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 4 kg thôi các bác nhá, 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu thôi. Con này là D8 giá 1.900.000, thương hiệu Hitachi của dòng Nhật nội địa. Làm xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn ạ. Làm mặt cắt là được 30 phân, 30 phân mặt cắt, xích là xài xích mini các bác nhá. Dạ vâng, và con D9, một con máy cưa Echo Curit Grand, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn. Các bác nhìn qua phần tem của nó này, hầu như là còn nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10, xích là xài xích chung 91. Xích này là trên thị trường bán rất là nhiều, dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện nha. Hầu như là những xích nào mà các bác sử dụng thì cái này thì em cũng đều nói hết rồi. Lam mặt cắt là được 36 phân mặt cắt, có núm mơm xăng đầy đủ cho các bác. Con máy tình trạng cực kỳ đẹp luôn ạ. 2.100.000 các bác nhé. Được kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. D9 giá 2.100.000 các bác nhá. Dạ vâng, một con máy cưa Echo Curit. Con này là dòng Curit của dòng Nhật nội địa các bác nhá. Công suất con này là 33.4 cc, 33.4 cc, 3.300. Đó, và con này thì có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi, để về cho các bác sử dụng. Theo máy là một cây làm Latin nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn ạ. Dòng này nói chung là rất thích hợp về cho các bác nào mà cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Làm xích con này mặt cắt là được 36 phân mặt cắt, giá nó là 2.150.000 các bác nhá. Thương hiệu Echo Curit, mẫu quốc dân luôn rồi. Theo máy một cây làm Latin thì cực kỳ chất lượng.
vâng, qua con D11, một con máy cưa Komatsu Zenowatt G300. Con này này giá 1.850.000, máy cực kỳ hữu nghị luôn, về cho về sử dụng gia đình nhỏ nhé. Đấy. Thương hiệu Komatsu Zenowatt thì khá là nổi tiếng rồi. Có núm bơm xăng cho các bác nha các bác nhá. Và con này lam mặt cắt là được lam mặt cắt của nó là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn, và con này thì co cho về cho các bác sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 phân đổ lại. Vâng, một con máy thương hiệu Tananka 1.950.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, một con máy cưa cực kỳ đẹp 33cc các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Lam mặt cắt con này là được 35 phân, hình như là 35 phân đấy. Dạ vâng, đúng rồi, 35 phân. Và điều đặc biệt con này được tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá, tăng giảm lăng xích ạ. Xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn. Giá 1.950.000. Vâng, và cuối cùng trong lô cưa xích ngày hôm nay là hai con máy cưa tay cụt thương hiệu Tananka. Các bác nào mà thích con D13 thì sẽ được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhá. Giá 2.100.000, lam theo máy là lam la à quên, không phải lam Latin, mà con này theo máy nó là sử dụng xích là xài xích chung 91, xích rất phổ biến trên thị trường. Con này thì có tích hợp tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam các bác nhá. Tam giảm lam xích, có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Dạ vâng, và con D14. D14 là có một con máy cưa Tananka tiếp thương hiệu của dòng Nhật nội địa 33cc các bác nhá. Con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực. Con này thì máy móc thì cũng khá là đẹp luôn rồi. Các bác nhìn qua phần bô này. Cực kỳ đẹp và chất lượng đúng không ạ? Lam con này mặt cắt vẫn là 35 phân, xích là xài xích chung 91, và con này được tăng giảm vẫn là trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá. 1.800.000. Vâng, và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật nổ cũng như là test nổ giới thiệu tất cả, tổng cộng gồm 14 con. Nên là các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào rồi á thì các bác vui lòng tua đi tua lại xem kỹ video giúp cả hàng chúng em. Bởi vì cả hàng chúng em thì không có cọc trước, nên là các bác xem cảm thấy thực sự ưng ý nhất thì các bác đặt hàng các bác nhá. Để tránh đỡ khi mà hàng tới thì các bác lại thế này thế nọ thì nó làm, nói chung là nó làm rất mất rất nhiều thời gian của cả đôi bên. Thì nó cực kỳ là không thoải mái một tí xíu nào, đúng không ạ? Vâng, và các bác nào mà đã ủng hộ cả chúng em rồi thì cả chúng em xin cảm ơn các bác. Và các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm máy cưa hoặc là những máy mà cả chúng em xin trên video này, các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì các bác cứ mạnh dạn liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng các bác nhá. Để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên,
và báo cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu ở trên từng con một. Đấy là cửa hàng chúng em, các bác biết ngay các bác muốn đặt hàng con nào là gửi hàng đi cho các bác có thể đúng hàng nhất có thể trên video các bác nhé. Vâng, và cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.